kia sắp tàn, mà sao tình mình luôn chưa chan. Siết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây giá biệt tinh kỳ, giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm quà mãi xa. Mình còn gì cho nhau, nỡ không bàn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau. Ở trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa bãi đến từ Đài Loan, dòng loa đen nét. Ở đây là những dòng loa phải nói có chất âm rất là hay, tiếng cực kỳ là sáng với giải bát âm trầm đánh cực kỳ thích. À, các bạn có thể nghe được cái tiếng âm trầm của anh rất sâu, tiếng anh rất sâu. Ở với công suất của nó chịu tải mắc là 500W trên một thùng, hai thùng là 1000W. Đấy là công suất chịu tải, còn với công suất khởi động của nó thì độ nhạy rất cao. Các bạn có thể sử dụng đánh âm ly cũng được và sử dụng ghép với những trong cụ gầy công suất lớn cũng được. Với dòng này thì rất dễ phối ghép, dòng này thì sản xuất tại Đài Loan các anh nhé. Công suất nó rất là chịu đoàn, rất là áp. Với cái côn của nó là côn 51, côn 6 lớp. Quý vị các bạn có thể nghe chất âm nó cực kỳ là hay. Và với dòng loa được thiết kế với màu trắng rất là đẹp mắt. Dòng này thì hàng bãi quý vị các bạn có thể là tham khảo thì với cái dòng loa đen nhé. Dòng này thì nó rất là nổi tiếng thị trường và hàng này cực kỳ hiếm, không phải lúc nào nó có hàng về. Và với cái lô sản phẩm này về thì phải nói là quá đẹp luôn. Zin tất cả cả gân gì gân này chưa phải thay, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái bát của nó còn như mới, còn có đêm đời rất cao. Đối với dòng loa bãi thì nó có rất là nhiều đời khác nhau. Chúng ta có thể là so sánh về cái đời nó càng cao thì nhìn nó càng mới càng đẹp. Với dòng loa này thì trên thị trường có những lúc có những đơn vị bán thì bình thường giá chung của nó là trên 1 triệu. Đối với cửa hàng mình thì đang có giá rất tốt, giá 3,8 triệu giá tại cửa hàng. Với những đôi loa này thì phải nói là cực kỳ hay. Đấy, tiếng rất là hay. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy thì với dòng loa nó có một cái màu thiết kế màu trắng phải nói là rất đẹp mắt. Ở những cái dòng loa này thì quý vị có thể treo vào trong những căn phòng sang trọng, nhìn nó rất là nó toát lên được cái vẻ phải nói là rất là sang trọng, nhìn trắng cực kỳ đẹp. Dòng này thì sử dụng một bát 25, 4 chéc, chéc nằm trong này quý vị nhé. Tất cả trong bát và trong chéc thì nó đều có tem, tem màu đen nét, hàng chính hãng. Ở bên mình thì sẽ bảo hành là hàng chính hãng, zin tuyệt đối 100%. Hôm nào thì rảnh thì sẽ có clip để tháo nội thất ra cho quý vị các bạn xem. Ngày nay test lần lúc mấy đôi loa này để gửi cho khách hàng thì cũng tiện lòng video clip để quay giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền chúng ta có thể tham khảo với những dòng loa nó có chất âm hay, chất âm hay, hát karaoke về dòng này thì nó hát thì phải nói là rất là hay. Chúng ta sẽ quan sát về đằng sau của loa. Với dòng loa này thì nó có một cái đằng sau nó cái nắp đít này, quý vị và các bạn có thể sử dụng cái ốc của chúng ta có thể tháo ra thì kiểm tra bên chéc cũng như phần bát bên trong nó rất là dễ. Đấy. Với thiết kế của loa đây, mã sản phẩm là DB610, dòng đời rất là cao. Quý vị thấy thì những dòng loa đen nét ví dụ cái mã 310 thì cũng có nhưng mà giá thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, đời nó cao hơn. Với công suất mắc của nó 500W trên một thùng, trở kháng 6 ohm. Những dòng loa của Đài Loan thì thường là làm trở kháng 6 ohm. Đấy. Ở đây hai lỗ thông hơi chúng ta thấy là hai lỗ thông hơi nó quét đằng sau, nó tạo ra cái tiếng âm trầm của nó đánh rất là sâu lắng. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ quý vị các bạn có thể xem từ cọc loa nó làm cũng đã khác người. Đấy, hai cái số loa nó làm rất là sang trọng, dòng loa đẳng cấp. Đấy. Với công suất này, độ nhạy của nó
rất cao, độ nhạy 95 cộng 3 decibel thành 98 decibel rồi, nó là độ nhạy rất là cao. Với dòng loa phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy. Chất âm hay. Loa đẹp. Quý vị các bạn liên hệ sớm với cửa hàng mình theo số máy 0385 2228 để chúng ta lên đơn có thể sở hữu những đôi loa đẹp chất lượng hay với giá thành tốt nhất hiện nay. Chất âm phải nói cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Đối với dòng loa này thì như quý vị có thể xem thì cái bát của nó này, như mới luôn, gần zin tuyệt đối này. Ở đây cái offer của nó thì nó có một cái màu đấy, màu dạng giống như dòng loa BK đấy, màu dạng màu hơi tím tím, hơi tím đỏ đấy, dạng hơi tím đỏ, râu vuông, và trên này nó có cái logo đấy, logo này. Nói chung dòng loa này thì nó đẹp về ngoại hình cũng như là hay về chất âm. Clip test nhanh những cặp loa đèn nét một thương hiệu đến từ Đài Loan để gửi đến toàn thể quý khán giả cũng như là test cho các khách hàng, thì là một cái video clip để quay để chúng ta có thể là giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền, cũng như là làm cái video để làm cái clip để lưu niệm với anh khách hàng bên cửa hàng này, tem 7 màu. Bây giờ thì xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác.